mặt này sưng này, như kiểu bị ai đánh này. Đây, đây là 1 triệu này, 2 triệu, 3 triệu này. Còn là đây là 100, 200 này, 300 này, 400 này, 500 này, 600 này, là 700 nhá. Là 50.000 nhá. Chào Lực xin kính chào quý ông bà cô chú anh chị. Chào mừng quý ông bà cô chú anh chị đã quay trở lại nội dung mới trên kênh Bản Em. Một ngày mới cho tất cả quý ông bà cô chú anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Thưa các bác, hôm nay cháu Lực lại tiếp tục có mặt tại gia đình của ba anh em Mìn và em Chùa và em Quỳnh nữa. Sáng nay thì cháu Lực có nghe được tin rằng là vợ của em Quỳnh thì đã đẻ rồi cô bác ạ. Thời gian vừa rồi thì cháu Lực cũng lên ghi hình về hoàn cảnh của gia đình em ấy cô bác. Thì một hoàn cảnh cũng khá là thương tâm. Đấy, trong đó thì là em Quỳnh thì do là người bố của em ấy là bị một căn bệnh, thành ra là không thể mà có khỏi nữa. Thành ra là bố có tâm nguyện cuối cùng là muốn nhìn thấy mặt người con dâu. Thành ra là như kiểu sắp đặt cho em Quỳnh là lấy vợ trước. Thành ra là bây giờ các em còn khá là trẻ, và đến hôm qua thì cháu Lực cũng biết tin là vợ của em ấy đã đẻ rồi cô bác. Tại đồng thời thì hôm nay cháu Lực lên ấy, thì cũng có nhận được một cái phần quà là của bà Vương Kim Thanh. Thời gian vừa rồi thì để mà các em để mà kiếm được ra đồng tiền đấy cô bác thì chắc chắn là các em sẽ không có kiếm được ra cả. Vì rằng là gia đình của các em là hầu như là thuộc dạng hộ nghèo trong thôn rồi, kiếm được đồng nào thì là tiêu đồng đấy thôi. Đấy, như những cái thước phim cháu Lực chia sẻ đấy, hỏi các em nói rằng là sắp đẻ này thì có tiết kiệm được không, để có tiền để mua mua tá, mua quần áo không. Đấy thì em mới nói bảo là sau khi mà đẻ xong ấy, thì là sẽ đi kiếm tiền sau, nhưng mà kiếm bằng cách nào thì cháu Lực cũng chưa có biết. Còn bây giờ thì xin mời các bác cùng theo dõi video và cùng cháu Lực đi vào thăm hai vợ chồng trẻ của bác nhé. Đường của nhà các em thì vào thời gian này thì mưa các bác, thành ra là để mà vào được đây là vào rất là khó. Như các bác có thể nhìn thấy là trên cái màn này, hình ảnh nhỏ đấy, đường tạo thành một cái khe mà rất là lớn luôn. Mọi lần thì cháu Lực còn lấy xe là đi vào tận trong kia. Như phía bên này thì hầu như là bị sạt hết rồi các bác ạ. Thời điểm này thì nếu mà các bác có lên trên vùng cao du lịch ấy, thì các bác rất là lưu ý và cẩn thận cân nhắc xem là thời tiết có ủng hộ không thì các bác mới nên đi các bác nhé. Không may mà lên trên này là bị sạt lở hay là tắc, dần đến tắc đường. Còn ở bên này thì có vẻ như là bây giờ chỉ có vừa một cái bánh xe qua thôi, bị sạt xuống, nhìn trông rất là nguy hiểm. Còn về hoàn cảnh của các em thì thời gian vừa rồi cháu Lực chia sẻ đấy, và cũng chia sẻ lên khá là nhiều rồi, các bác cũng đã nắm rõ được hoàn cảnh của các em là như thế nào rồi. Ba anh em thì là vẫn còn là một người mẹ, hay tuy nhiên thì mẹ thì năm nay cũng đã có tuổi rồi, cũng gần 60 tuổi rồi. Buổi chiều tối như này thì cháu Lực mới lên trên nhà thì mới bắt gặp các em được. Ôi, đi đâu ấy hả hai em? Đi lấy củi đi bán. Anh chào Quỳnh nhá. Anh cho Trình coi Quỳnh đeo một cái này. Anh chào Quỳnh nhá. Em chào anh ạ. Rồi. Con chào các ông các bà. Rồi, thế là hai anh em là đem củi đâu ấy? Bán, lấy đi bán. Củi đi bán à? Vâng. Chùa gửi một lời chào tới các ông bà nào. Con xin chào các ông các bà. Rồi, thế là chùa là cùng anh đi đâu ấy? Cùng bán, mang củi đi bán. Mang củi đi bán á? Vâng. Thế mang củi đi bán này thì đem để mua gạo hay là để làm gì? Lấy vừa với để không có tiền mua sữa, lấy củi đi bán mua sữa. Lấy củi này để đi bán mua sữa? Vâng, mua sữa cho con. Thế là vợ là hôm qua đẻ đúng không? Đúng. Hôm qua thì sáng nay thì cháu Lực mới nghe tin là vợ của các em là hôm qua đẻ rồi cô bác ạ. Và thế hôm qua vợ là có kịp mà đi trạm xá không? Không. Không kịp á? Vâng. Thế là hôm qua là vợ là đẻ ở đâu? Đẻ hôm qua vợ đi. Đi à? Vâng, đi mà đẻ. Thế là nhưng mà sắp sắp đến trạm xá chưa? Chưa. Chưa? Vâng.
Ờ, thế là để ở ngoài đường à? Vâng. Ờ, thế đi không kịp à? Đi bến chạm không kịp à? Không, để điểm xe điểm xá thì để xong lại mang đi về nhà. À, lại thế nên lại 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 về nhà. Vâng. Ủa, sao không cho vợ đi vào trạm đi? Bảo là mang đi nhưng mà bố mẹ của vợ bảo là lại về nhà. Thế là bố mẹ, thế là hôm qua là có một hai vợ chồng đi hay là có đi đi vai nữa? Đi vai nữa. Hôm qua đi với ai nữa? Đi hôm qua đi cùng cùng ai đưa vợ đi đẻ? Cùng bố của vợ nữa, cùng anh mình. À, cùng mình nữa đúng không? Đúng. À, thế là mẹ có đi không? Có. Mẹ em có đi à? Vâng. À. Thế bây giờ là hai anh em là đem củi đi định đi tận đâu bán? Đi xuống xá đấy chứ ạ. Đi xuống xá bán á? Thế bây giờ có ai đang ở nhà chăm con không? Không. Không à? Vâng. Thế mẹ không ở nhà à? Mẹ không ở nhà đâu ạ. Ồ. Thế thì bây giờ đem đi bán thì đến tối thì mới về được rồi. Xe thì để tận đâu? Xe để trên trường kia. Xe để trên trường à? Vâng. Chùa thì là được... Quỳnh thì là được bố mẹ vợ là gửi cho một cái con xe của bác ạ. Thế bây giờ thôi là hai anh em để mai, nếu mà đem đi bán thì để ngày mai đi, hôm nay thì không đem đi bán nữa. Hôm nay thì anh có một phần quà là muốn gửi cho vợ chồng của em nhá. Vâng. Thế thì bây giờ hai anh em vác về đi. Thế là hôm nay là cùng anh để vác củi để đem đi bán à? Vâng. Nhưng mà cái này không để mua gạo đâu à? Không ạ. Ồ, thế là đi mua sứa này kia à? Vâng. Thế là hai vợ chồng là hôm nọ là cũng không tiết kiệm được nghìn nào à? Không ạ. Không á? Vâng. Thế trước có đi làm gì không? Trước có đi làm gì để ra tiền không? Có từng lấy củi để đi bán không? Có. Có à? Nhưng mà lấy củi để bán xong rồi đợt đấy mua gì? Mua gạo hay là mua gì? Mua gạo về ăn. Mua, là mua gạo về ăn à? Vâng. Mua gạo lại mua thức ăn về à? Vâng. À, thế thì bây giờ thôi hai anh em không phải đi đem đi bán nữa đâu, cứ đem đi về đi. Đấy. Thế là đường này không lấy được xe máy đi vào tận đây à hôm nay ấy? Không, hôm nay không lấy được xe máy vào đây à? Không. À, thế thôi anh em vác về đi. Vâng. Củi này thì có lẽ là Quỳnh là lấy về để từ lâu rồi các bác ạ. Đấy, nhưng mà đến bây giờ cần thì mới đem đi bán đấy. Hôm nọ thì cháu Lực cũng có. Hôm nọ thì cháu Lực cũng có hỏi là hai vợ chồng ấy bảo là sắp đẻ rồi thì có tiết kiệm được nghìn nào không, bảo là không, lúc nào mà đẻ thì mới tính tiếp đấy, cứ phải đến nước đến chân thì mới nhảy. Các em thì tuổi tác là còn nhỏ, thành ra là cộng thêm là gia đình nghèo nữa, mẹ thì cũng thiếu hiểu biết. Những cái bó củi này thì nếu mà để đem đi bán thì được tầm bao nhiêu nghìn à Quỳnh? Được 50.000 ạ. Bó củi được 50.000 à? Vâng. Bó này thì có vẻ là khá là to các bác ạ. Ôi, đem đi đâu ấy? Đem đi... Hả? Đem đi xuống dưới. Đi xuống dưới kia? Vâng. Thế vợ đang ở đâu? Xuống dưới. À, vợ ở dưới á? Thế vâng. Đi. Nhà này là nhà của ai đấy? Nhà của anh đi làm công ty ạ. Anh làm công ty á? Vâng. Thế củi này thì là củi của nhà anh hay là củi của em? Củi của em mang về ạ. Củi của em là mang về à? Vâng. Ở đây là vừa đi lấy hay là lấy lâu rồi? Vừa lấy được lâu rồi. À, lấy được lâu rồi đúng không? Đúng. Thế là vợ là đang ở đây à? Vâng. À. Thế nhưng mà sao lại không ở nhà trên? Mày bảo là để ngoài. Để ngoài là không được đem vào nhà. Vâng. Để ngoài là không được đem vào nhà, thế là mẹ không, là mẹ không cho vào. Mẹ không cho vào. Là mẹ không cho vào, thế là ở đây là em tự gọi điện bảo với lại anh làm công ty kia hay là mẹ bảo? Em tự bảo ra. Em tự bảo à? Vâng. Thế mà hôm nay mẹ không ở nhà? Không. Thế cái tiền hôm nọ là anh đưa cho em bảo là lúc nào mà cần đi đẻ thì là bảo xin mẹ cho, thì mẹ có cho chưa? Có. Mẹ cho à? Vâng. Mẹ cho được bao nhiêu? Mẹ cho 500 trước. Mẹ cho 500 à? Vâng. À. Thế là hôm nay là chùa là cùng anh để mà đem củi để đi bán. Vâng. Cái bó này thì là bó nhỏ hơn cô bác, chắc là bán độ tầm độ 30.000 thôi. Thế bây giờ vào nhà đây nhỉ?
Thế là bây giờ hai vợ chồng không ở nhà trên à? Không đâu. Thế chùa thì ở nhà nào? Chùa thì ở nhà trên à? Ngôi nhà này cũng tương đối là khá là rộng rãi các bác ạ. Có thế là vợ chồng của anh là đi làm công ty hết rồi à? Vâng. À. Thế là vợ là bây giờ đẻ là ở đâu? Vợ đẻ đây rồi. À, vợ là ngủ đây á? Vâng. Ôi sao không? Ôi rồi không ngủ ở đây không có nệm à? Hả? Không đâu anh. Không có nệm á? Vâng. Thế là đây là dùng rơm để giải thôi à? Vâng. Thế là sinh được là con trai hay con gái? Sinh được con gái ạ. À. Sinh được con gái à? Vâng. Thế hôm nọ anh hỏi là tên là vợ tên là gì nhỉ? Vàng. Vàng à? Thế Vàng à, sức khỏe thì có ổn định không? Có khỏe không? Có. Có à? Ôi sao nhưng mà mặt lại sưng đấy? Sao mặt lại sưng đấy? Bỏ tay ra xem nào. Mặt này sưng này, như kiểu bị ai đánh này. À, hôm qua là tự sưng à? Vâng. Thế hôm qua sưng nhiều hơn hay là hôm nay sưng nhiều hơn? Hôm qua sưng nhiều hơn. Hôm qua sưng nhiều hơn à? Vâng. Hôm nay là đỡ hơn rồi à? Vâng. À, thế là em bé đang ngủ đây à? Vâng. Thế là tối hôm qua là vừa mới đẻ thôi. Thế đẻ mấy giờ thì có biết không? Đẻ được là 2 giờ hay sao? 2 giờ đêm là đẻ à? Vâng. Ôi trời ơi, đây ngủ cũng không có nệm nào của bác này. Toàn là ngủ... rơm, thế là lấy rơm về giải thôi à Quỳnh? À Quỳnh à? Lấy cái rơm này về giải thôi à? Vâng ạ. Thế tối thì em có ngủ ở đây không hay là lên trên nhà trên? Tối là hai vợ chồng là ở đây đúng không? Đúng. Thế xin như này thì là anh cho ở bao nhiêu lâu? Anh cho ở 1 tháng thôi ạ. Anh cho ở 1 tháng thôi là anh không cho ở à? Vâng. Thế là hai vợ chồng cũng chẳng có lên giường mà ngủ các bác ạ. Giải cái rơm này để mà ngủ. Em bé thì buổi đêm có khóc không ạ à, em bé? Không anh. Không á? Vâng. Có áo để có khăn để quấn gì không? Khăn mua ở chợ ấy. Không ạ. Không ạ, à, thế khăn này thì là lấy ở đâu? Khăn này thì lấy à. Lấy cái giống cái này. À giống cái chăn đúng không? Ồ. Thế là lấy vỏ chăn thôi à? À. Chăn này là ai mua cho ấy? Tự mua hay là ai mua? Chăn đấy bố mẹ của vợ mua thôi. À là bố mẹ của vợ là mua cho à? Vâng. Thế hôm nay là bố mẹ của vợ là không ở nữa à? Không, sáng nay vừa mới đi. À thế là tối hôm qua là bố mẹ vợ là ở đây đúng không? Đúng. Thế là tối hôm qua là khi mà vợ đau đẻ các bác thì Quỳnh là có đưa vợ đi xuống trạm đấy nhưng mà là chưa đến trạm à? Chưa đến trạm là về rồi. Vâng. Và hiện tại thì là sức khỏe của vợ thì chắc là vẫn còn là đang hơi kém một chút các bác ạ, cho nên là thôi bây giờ cho vợ ngủ đây nhá. Vâng. Hãy cho vợ ngủ đây nghỉ ngơi đi, xong là Quỳnh ra đây để anh gửi cái phần quà của bà cho tí nhá. Vâng. Thế là mình là hôm nay là đi đâu rồi? Hôm nay mình đi làm thuê rồi. Mình đi làm thuê à? Vâng. Hai anh em thì là... Thế cả mẹ cũng đi à? Hay như nào? Cả mẹ cũng đi cùng. Cả mẹ cũng đi cùng á? Vâng. Thế là vừa rồi thì là cháu Lực lên nhà các em của bác ạ. Thì đồng thời là thứ nhất là nghe được tin rằng là vợ của Quỳnh thì đã sinh rồi đấy các bác. Thì phải nói là các em rơi vào cái hoàn cảnh mà phải nói là cuộc sống quá là hoàn cảnh này ra là... khi mà đẻ như này của bác này thì đi trạm xá thì cũng không có đi kịp, thành ra là bây giờ là bắt buộc là phải ở trong nhà rồi. Và hôm nay anh lên thì anh có nhận được một phần quà là của bà Vương Kim Thanh đấy, là gửi cho em, nhưng mà đáng lẽ ra là ở đây là bà là nhắn nhủ với anh, bà là nhắn nhủ với anh nói rằng là cháu nhớ nói với hai vợ chồng em Quỳnh là nếu có đẻ vợ sinh ở nhà là bà Vương Kim Thanh sẽ lấy lại tiền. Đấy, nhưng mà ở đây là thật sự ra là các em là đi vào trong bệnh viện rồi, đi vào trong trạm xá rồi các bác. Đấy, nhưng mà
Tuy nhiên là đi là chưa đến trạm xá thì đã đẻ rồi. Lúc đẻ xong thì lại đem con là về nhà để ở. Thế thì phần quà này là anh gửi cho em nhé. Gửi cho em để em mua 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 thịt về cho vợ ăn này. Mua bỉm hay là mua sứa cho con nhé. Đấy. Là anh nhận được của bà Vương Kim Thanh là 3.750.000 nhá. Cái khoản này là không phải là đưa cho mẹ hay là không phải đưa cho anh Quỳnh nhá. Con khóc rồi. Đi xem con đó, xem là có con khóc như nào. Không có gì. Vợ thì là khuôn mặt là sưng hết của bác ạ, đẻ. Là bế à? Vâng. À. Thế thì bế con một lúc đi. Đấy, bế con một lúc thì nếu mà ngồi đây con không khóc thì cho con ngồi đây. Ngồi đây. Cả hai bố con là ngồi đây. Đấy. Ngáp ngáp buồn ngủ rồi nhỉ. Đấy. Không có tiền để mà đi mua khăn cho cô bác, là còn xé cái vỏ chăn ra để mà quấn con thôi. Đấy, con lại khóc rồi, dỗ con đó. Thôi đừng, trẻ con đừng có lắc mạnh quá nhá. Rồi. Đấy. Con là con gái đúng không? Đúng. Đợi cho Quỳnh nhà bé em một chút đã có bác, để cho nó không, để không cho em khóc đấy. Hai vợ chồng thì thưa cô bác là do được bố mẹ sắp xếp ấy, thành ra là lúc mà đẻ này này, còn để mà đẻ này là còn rất là bờ ngớ của bác, rất là bờ ngớ, không biết là làm sao là để mà chăm con để cách nào hiệu quả nhất. Bây giờ để mà hiệu quả nhất là mua quần áo này, mua sữa hay là này kia nữa, còn là không có tiền để mà mua nữa rồi. Ai thì anh gửi cho Quỳnh nhá, con không khóc nữa rồi anh gửi nhá, là gửi 3.750.000 nhá. 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này. À, có cái ghế nào này anh để đây cho nó. Hay một tí. Thế là bố mẹ vợ là về rồi à? Về rồi. Về rồi à? 1 2 3 này, 4 này, 5 này. Đây là 1 triệu nhá. 1 2 này, 3 này, 4 này, 5 này. Đây là 2 triệu nhá. 1 2 3 này. Bốn năm này, bốn ba triệu này, 750.000. 1 2 3 4 5 6 700 là 50.000 nhá. Đây là 1 triệu này, 2 triệu, 3 triệu này, còn là đây là 100, 200 này, 300 này, 400 này, 500 này, 600 này, là 700 nhá. Là 50.000 nhá. Thì cái khoản này là gửi cho hai vợ chồng để mà lo cho con nhá. Để mà lo cho con thì anh sẽ gửi cho em nhá. Ra chợ thì là mua thịt này về cho vợ ăn này. Nhớ chưa? Rồi để cho vợ là bồi bổ sức khỏe một chút, vợ thì còn vẫn đang rất là yếu đấy. Ở trong nhà thì cũng phải hết sức là chú ý và cẩn thận nhá. Anh để đâu cho Quỳnh nhỉ? Thôi anh để đây đấy nhá. Xong là tí đấy, tí lấy sau. Đấy, ngồi nói chuyện một chút. Thế là năm nay là con gái là 5 con rồng nữa nhỉ? Vâng. 5 con rồng là cùng năm với cháu Lực của bác ạ. Cháu Lực cũng là 5 con rồng. Thế thì không biết nói gì thêm của bác ạ. Thì gửi thay mặt là hai vợ chồng gửi một lời cảm ơn tới bà Vương Kim Thanh, chúc bà cùng gia đình thật nhiều sức khỏe và luôn luôn thành công trong cuộc sống. Cảm ơn bà đã yêu quý các em, gửi cái phần quà số tiền rất là lớn cho hai vợ chồng để mà lo cho con. Chứ không là thật sự ra là đến hôm nay này có bác này, khi mà cháu được lên ấy, bắt gặp là hai anh em
là còn bắt gặp em Quỳnh đấy cùng với lại em Chùa, là hai anh em là lấy củi để mà đem đi bán, xuống dưới kia là đi mua sứa này, ngày mai thì có thể là đi mua sứa nhá. Vợ thì chắc là mới đẻ chắc là chưa có sứa nhiều lắm đấy, thì em mà thay mặt vợ nữa gửi một lời cảm ơn tới bà Vương Kim Thanh nhá. Rồi con cảm ơn bà Vương Kim Thanh đã gửi tiền cho ai? cho hai vợ chồng con. Chúc bà thời nhau sức khỏe. Anh khi mà làm bố rất là sớm này, không có tiền thì cảm thấy là khổ không? Hả? Bây giờ anh bảo với mình nhá, bảo với lại Quỳnh nhá, có em bé này xong thôi, để em bé này xong này lớn lên độ tầm 5 hay là 10 năm nữa thì là hắn có thêm bé mới nhá. Vâng. Chứ giờ em thấy em đẻ bé này mà người chả có nghìn tiền nào, lúc mà vợ hay là con cần mua cái gì có đâu. Vâng. Đấy, cũng chỉ biết là đem củi để mà đem đi bán thôi. Mình Quỳnh thì là học đến lớp 5 thôi các bác ạ. Đấy, ở đây thì nhìn vào Quỳnh thì có vẻ là một cậu bé, một thanh niên mà rất là hiền lành. Rất là hiền lành và cũng rất là chịu khó. Đây cũng chúc cho hai vợ chồng em là cả bé nữa là lúc nào cũng luôn luôn sức khỏe nhá. Thật nhiều sức khỏe vào cả bé nữa. Bé thì nhanh ăn trông lớn. Đấy. Bé đã đặt được tên chưa? Đã có tên chưa? Chưa. Chưa à? Bé là chưa có tên. Ở đây thì thường thường là mấy ngày thì mới đặt tên? Đó là một tuần. Một tuần à? Vâng. Thế tên con gái là gì biết không? Đặt chưa? Bao giờ chưa đấy. Đừng đặt theo tên là của người đồng bào dân tộc Mông nhé. Vâng. Đặt tên một chút nhé. Đặt tên khác một chút. Đừng đặt tên như là Sùng này, Vì này nhé. Vâng. Đặt tên nào mà dễ dễ gọi một chút. Vâng. Nếu mà các bác thấy là tên hiện tại thì là hai vợ chồng thì cũng chưa biết là đặt tên là gì đâu các bác. Nếu mà các bác nào mà có tên hay thì có thể là phù hợp với lại em bé thì có thể là điện cho Lực để mà cho Lực liên bảo với lại Quỳnh xem là Quỳnh có nhất trí không, hai vợ chồng thì có nhất trí không. Hay lại khóc rồi. Hãy đừng trẻ con thì đừng có lắc mạnh quá nhá. Vâng. Đấy, chỉ đu một tí thôi, đừng có lắc mạnh quá. Vâng. Đây, cho em bé đi. Khóc rồi. Đấy, tí quên tiền nhá. Vâng. Từ từ, anh để vào đâu cho. Đây. Để vào túi này cho nhá. Vâng. 3.750.000 nhá. Vâng. Rồi. Đây, để vào đây. Không biết là lý do vì sao mà mẹ các em lại không cho ở cùng với bác ạ. Vợ thì mới sinh là đừng cho vợ đi lại nhiều nhá. Vâng. Rồi. Các em thì là còn làm bố rất sớm các bác, thành ra là vẫn còn rất là bỡ ngỡ. Thế là tối nay là có thức ăn chưa? Chưa. Tối nay chưa? Thế hôm nay thì có thịt để ăn không? Không, lúc anh cơm sống xã mua trứng. Đấy là tối nay là vợ là được ăn trứng à? Vâng. Thế là mấy đứa nếu mà đẻ xong thì lại lên trên nhà cũ kia để ở hay là như nào? Trên nhà cũ để ở à? Vâng. Thế là mẹ là không cho vào nhà cũ à? Không. Mẹ là không cho vào nhà cũ để ở? Vâng. Thành ra là xin ra đây để ở à? Vâng. Thế thì anh chị ở nhà này thì đi làm công ty thì đi lâu chưa? Đi lâu rồi ạ. Lâu rồi à? Vâng. Thế là bao giờ anh chị về thì có biết không? Chưa, không biết. Không biết à? Vâng. Thế là tối hôm qua là không có chỗ nào ở thì mới điện cho à? Vâng. Thế tối hôm qua mà không xin được nhà này để ở thì là ở đâu? Dựng lán kia ở thôi. Dựng lán để ở á? Vâng.
Bảo là mẹ là có vấn đề gì đâu mà không cho đi vào nhà ở. Thế là mẹ hôm nay không ở à? Không ở nhà. Không. Bây giờ là đến giờ vợ ăn cơm chưa? Chưa một tí đã. Chưa à? Vâng. Một tí là mới vợ mới đi ra ăn cơm à? Vâng. Anh ngày mai thì là dùng tiền đấy đi mua cho vợ một tấm nệm nhé. Vâng. Đấy, đây này dùng à, cháu Lực nhìn thấy là ngủ ngủ ở trên rơm thôi các bác ạ. Ở đây thì còn nói là cái đất này thì là rất là ẩm đấy. Đất thì rất là ẩm đấy nhưng mà do là không có nệm mà. Thế là Không. chăn này là bố mẹ vợ là vừa mới mua cho à? Vâng ạ. Đấy, năm nay thì Quỳnh thì mới được có 17 tuổi thôi, còn vợ thì mới được có 16 tuổi. Đấy, nhưng mà hôm qua là không biết là như thế nào mà vợ đẻ sao lại mặt sưng húp với cả lên này. Qua bị sưng trước khi đẻ là sau khi đẻ thì mới sinh mới sưng. Sưng sau với đẻ Sinh sinh xong là mặt mới mà nó sưng xong thì nó à. lên cùng với Ừ. đẻ. Em bé khóc quá cho em bé đi ra bên này một chút để cho em bé ấy đi. Thế là hôm qua là định lấy bạt này ra kia ngủ à? Vâng. Có vẻ như ồn quá, định ra là em bé khóc quá của bác ạ. Đi ra xem, em đi xem con đi, xem con là như bị như nào sao khóc đấy. Vâng. Con chẳng quan tâm là sắp hết các con. Thế bây giờ mẹ có sứa chưa? Hỏi vợ có sứa chưa? Chưa. Vợ chưa có sứa à? Vâng. Thế thì bây giờ phải đi mua sứa à? Vâng. Thế là vợ là từ hôm qua là đẻ là đến giờ là vẫn chưa có sứa à? Chưa. Ồ, vành vành cái vận vợ tên là gì nhỉ? Vâng. Vằn à? Thế là vằn là chưa có sứa cho con ăn à? Thế hôm qua thì Quỳnh cho vợ ăn gì chưa? Cho vợ Thế là hôm qua là cho vợ ăn gì chưa? nấu gạo gạo lấy Gạo nấu cháo à hay là như nào? gạo nấu cháo. Gạo nấu cháo á? vâng Ừ. Thế là hôm nay là vợ 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 ăn được cơm rồi à? vâng Vợ ăn cơm như này thì liệu có sứa không đấy? bây giờ chưa, hôm qua mới để lấy vừa lấy quỹ đi bán mua sữa. À, thế là vừa lấy củi để đi bán để mua sứa à? Vâng. Thế là để một tí nữa là chịu khó là chạy đi xuống dưới để mua sứa luôn nhá. Vâng. Phải nói là cái phần quà của bà Vương Kim Thanh gửi tới cho các em thì rất là kịp thời cô bác ạ. Ở đây thì bà cũng có dặn cho Lực là để nếu mà để ở ngoài để trong nhà là không có cho đấy nhưng mà không có cho các em đấy nhưng mà các em cũng đi đến trạm xá rồi. Đấy, tuy nhiên là không đến trạm kịp cô bác ạ. Đấy, vợ con thì chắc là đói quá rồi. Thế là đây là đang nấu cơm cho vợ rồi à? Vâng. Là buổi tối là như chùa với lại mình thì có ăn cơm đây không hay là ăn cơm nhà trên? Không ăn cơm nhà trên đã. Cơm nhà trên à? Vâng. Thế là có mỗi hai vợ chồng em là ăn cơm thế này thôi à? Vâng. Cái nồi này là nồi cơm hay là nồi gì? Là thuốc ạ. Là thuốc à? Vâng. Thuốc để cho vợ cho uống có sứa à? Vâng. Vợ của em thì hôm qua Đây làm là thuốc mà của vợ xưng à, à là thuốc là đắp mặt đúng không? đúng. Thế là vợ là hôm qua là đẻ lúc mà chưa đẻ là mặt đã sưng rồi à? Vâng. Thế hỏi vợ xem là hôm qua có bị con gì đốt không? Không, hôm qua Không à? nó cũng không xương nhưng mà nó đau bụng À với xương. thế là đau bụng là đau bụng từ chiều rồi đúng không? Đúng. Thế là đến tối thì mới đưa vợ đi trạm à? Vâng.
Lúc đấy thì mưa có to không? Mưa to. Mưa to à? Vâng. Thế lúc vợ đang đẻ này thì có mưa không? Lúc vợ đang đẻ không mưa cả. Không mưa? À. Thế là ai là người đỡ đẻ cho vợ hôm qua? Mẹ hay là mẹ mẹ vợ hay là mẹ em? Mẹ của vợ thôi ạ. Mẹ vợ. Trời ơi con à. Đang chúng ta đứng thấy nó quá tàn tà. Thế là chỗ ngủ của em là tạm thời là bây giờ đang ngủ ở đây à? Buổi tối là em ngủ đây à? Vâng. Con khóc quá nhỉ, trẻ con đấy. Vâng, trẻ con. Phải bé đi đi lại lại như thế này thì không biết không khóc à? Hai vợ chồng cũng còn quá trẻ để mà lập gia đình của bác ạ. Thế những cái đồ đạc này thì là mượn của nhà anh hết à? Có phải đem từ trên nhà trên xuôi xuống không? Có phải đem từ nhà trên kia xuống không? Phải. Phải à? Vâng. À là đem từ trên nhà trên kia xuống để mà mình dùng à? Vâng. Thế đồ đạc của nhà anh thì có không đấy? Có. Có à? Vâng. Có nhưng mà có dùng không? Mình có dùng không ấy? Không. À mình không dùng à? Vâng. Thế là cái can nước này là xách nước về để nấu cơm à? Vâng. Đây, bây giờ thì vợ chưa có sứa thì xem là đi xin được ai sứa không đấy, làng xem là có ai đẻ không, nếu mà ai đẻ thì là mình đi xin sứa. Vợ chưa có ấy. Thì mai lúc nào mà vợ có sứa rồi thì đến lúc đấy thì là không cần phải đi xin nữa. Đấy, tuy nhiên thì chắc là vẫn còn kèm theo sứa ở bên ngoài vào cùng nữa. Nhưng giặt quần áo này thì không lên nhà mình giặt à? Thấy chùa là xuống cái giặt này. À, trên kia là có đất à? À nước này sạch hơn à? Thế là giặt áo, thế là mấy hôm nay nước uống thì lấy ở đây hết à Quỳnh? Vâng, có lúc cũng lấy đây, có lúc cũng lấy trên. Lúc lấy ở trên à? Vâng. Thế là chùa giặt áo ở đấy xong rồi mang lên trên nhà kia phơi à? Nhà chú về thì có vẻ nhà anh như này thì có vẻ là lâu lắm không có người ở nhờ. Vâng. Thấy là đồ đạc ở đâu thì cũng còn khá là hoang sơ rồi. Trên này thì có mang nhện nhiều quá đây này. Đấy, rất là may là còn được hàng xóm là người ta cho ở cùng nữa. Thế là hôm qua sau khi mà đi đẻ về là mẹ là bảo là không cho ở nhà trên kia. Vâng. Hôm nay không có gặp mẹ các em ở nhà đâu các bác ạ, chỉ có mỗi là hai vợ chồng là với lại em chùa nó thôi, với lại em chùa. Hôm nay thì cháu Lực lên thì cháu Lực cũng đã gửi phần quà của bà Vương Kim Thanh cho hai vợ chồng rồi, thì phải nói là phần quà mà bà Vương Kim Thanh gửi cho thì một số tiền nó cũng rất là lớn để gửi cho các em. Như mình thì nếu mà Quỳnh đi bán củi này thì bán được một ngày thì bán được tầm bao nhiêu bó? À Quỳnh. Một ngày đó bán được 3 bó, 4 bó. 3 bó, 3 4 bó à? Vâng. Nhưng mà củi này thì mình lên tận trên rừng để lấy về hay là có sẵn ở trong nhà luôn? Tự đi lấy về. Tự đi lấy về à? Vâng. Tức là bây giờ nếu mà không có tiền mua sứa này kia là cứ lấy củi để đi bán thôi à? Vâng. Hầu như là mùa này thì không có ai để mà thuê làm gì nữa đâu các bác ạ. Ai cũng làm xong hết rồi, thành ra là bắt buộc là công việc là phải lấy củi để mà đem đi bán. Thì có lẽ là hôm nay cháu Lực cũng xin được là chia sẻ cái đây thôi các bác, để cho em ấy còn về nhà, để cho em còn đi vào nhà để tiếp tục là chăm con, chăm vợ nữa. Và xin cảm ơn tất cả các bác đã luôn luôn yêu quý tới những hoàn cảnh mà cháu Lực đang đi chia sẻ. Và rất là mong
trong thời gian tới thì sẽ được sự hỗ trợ các bác là nhiều hơn. Và hẹn gặp lại quý ông bà cô chú anh chị ở sóng tiếp theo trên kênh Bản Em. Xin chào các bác. Quỳnh gửi một lời chào tạm biệt tới các ông các bà nhé. Cô xin chào tạm biệt các ông các bà, các anh các chị ạ. Quỳnh thì đang chùa thì đang giặt áo là tận ở dưới kia kìa. Không có chậu để ra đà chùa. Không có chậu để ra đà. Cháu ơi, cháu nói anh mua lên để đâu ấy? Trên nhà. Trên nhà.